Đây, mình đang đi phát đây anh em nhé. Không biết là nó sủa từ hôm nào rồi. Cắn chết, gật chết rồi anh em nhé. Chu. 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 Lúc đầu là nó cũng không cắn đâu anh em, chẳng qua là nó cắn nó sủa lâu quá mình không thấy nó mới cắn. Chu. Chu. Quá 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 quá. Chó mình thường thường mình đi gặt rắn là mình bắt chó trước nha anh em nhé, mình không bắt rắn đâu nhé. Trước Tết là cũng có bị con hổ chúa cắn vào khu này này anh em, khu cổ này gần chết rồi anh em ạ. Xong là chó mình là mình không đem đi săn rắn thôi anh em nhé, chỉ có săn cầy cáo với lợn rừng với lại hiêu thôi. Còn con khoang kia là săn rắn tốt anh em nhé. Con khoang kia là chó hơn 1 tuổi đấy, chứ tuổi dưới này anh em ạ. Săn rắn tốt anh em nhé. Con kia ấy, con kia đầu thủ đẹp lắm anh em nhé. Còn con kia là chưa săn thú to đâu anh em. Mai. Còn con này của mình là mình không cho đi săn rắn đâu anh em nhé. Mai. Thường thường mình đi thấy rắn là mình bắt chó trước anh em nhé. Với lại cái mùa rắn ra này là mình không đem đi săn mẫy bởi vì là rắn ra nhiều quá anh em. Còn chó mình là chó đi sang người lắm anh em. Ví dụ mình đang ở đây thì nó phải tít bên đồi bên kia rồi anh em ạ. Ví dụ như thế là nó đi gặp rắn là mình đi không kịp. Chó mình là gọi là nếu là mình đi ấy thì mình đi ấy thì thường thường là một ngày là không thấy con gì mà nó không sủa là mình ít gặp nó lắm anh em ạ. Nó chỉ nghe nghe thấy hướng mình đi, nó cứ bắt hướng mình đi thôi. Trừ khi nó gặp hàng gì nó mới sủa thôi. Với lại nó mới tìm thì mình mới biết là nó mới sủa thì mình biết là nó ở khu nào thôi. Còn không thường thường là mình không biết anh em. Chó này quá đẹp luôn anh em ạ. Chó này đầu thủ gọi là đẹp nha anh em nhé. Chó không mua bán gì anh em nhé. Đây mình đang phát anh nhá, đang phát cái đùi này, mình đang trồng sắn anh em nhá. Vợ mình đang trồng kia, mình đang phát một ít bên này thôi. Tắt máy thằng thấy nó sủa. Tắt máy thằng thấy nó sủa sủa, mình lên xem anh nhá. May mà con này nếu là con hổ bành thì chắc là chết, chết chó rồi. Thường thường mình đi là mình không hay mang đi đâu cái mùa này. Mình toàn xích ở nhà thôi, bởi vì đi làm thì mình không để ý được nó mấy. Chào tất cả anh em nhá. Anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký hộ mình nhá. Nếu nào có con nào hay hay mà anh em muốn nhượng lại thì mình báo cho anh em nhá. Chào tất cả anh em nhé.